Chào các bác nhá. Đây là một trại hoàn hảo theo mình, chăn nuôi hoàn hảo các bác. Đây là cuối đường rồi, đi đường bê tông rồi, hết đường bê tông. Trong này chỉ có một mình nhà này thôi. Đồi rừng rộng, cực kỳ rộng. Và các bác biết có gì không? Có cái suối nó vắt qua giữa đất luôn. Cái suối này là suối trên núi về này các bác. Chảy qua giữa nhà luôn, giữa đất luôn. Đây, chảy ra ao của nhà. Đây, suối đây. Ngăn lại là thành suối rồi. Suối này chảy tự do các bác, từ trên núi về các bác nhé. Đàn Nga này vào cùng anh Luyện đây. Hôm nay anh em vào 1.000 xe đôi. Đàn này thì bị thay áo. Thay áo. Chào ông chủ nhá. Xem là đàn Nga này vào cùng anh Luyện đúng không? Nga này là bị thay áo. Hả? Đàn này nếu mà không thay áo là to đấy, nhưng mà thay áo thì nó bé thôi. Thẻ phát nó ăn kéo mà nói. Ở đây nó dụng một phần, à dụng hết nhỉ, gần hết. Nó dụng từ lúc bao nhiêu ngày tuổi đấy? Mới dụng này. À vừa dụng à? Dụng nó bị thế nào mà nó dụng? Dạ. Hôm nay nó bị nào mà nó dụng? Tiêm ấy. Tiêm cái gì mà dụng? Con ni. Còn vỏ thuốc anh xem nào. Dạ. Còn vỏ thuốc không? Vỏ còn. Thì tiêm cho anh xem vỏ nào để. Chúng ta nhỉ? Hả? Chúng uống đồ đen nào. Đồ đen uống 30 ngày, hơn 30 ngày. 30 ngày phòng đồ đen à? Phòng bằng sunfa hay cái gì? Ừ. Đây hôm tiêm nó mới dụng. Tí anh xem thuốc gì nào để nó sao tránh cái. Kể cả tiêm không dụng nhá. Anh cứ tiêm cái Sevogen đấy. Không, cái đến là cái gì anh hay mua cái đến nó là cái chai xếp anh à? Dạng sữa hay dạng bột? Sữa. Ui giời, dạng sữa chết. Dạng sữa dụng lồng chắc. Không bán bột để xả. Ui giời, phí quá. Thế là tiêm lúc 60 ngày à? Nhưng cái đấy 50 ngày. 50 ngày bị à? 50 ngày tiêm Sevogen cũng không dụng lông. Cái đấy xếp đấy toàn bằng sữa sữa mình pha tiêm vào cái chai ấy kia mà. Nó ban nó. nhưng mà cái đấy tiêm được cái hiệu quả này nó không. Biết rồi, nó mạnh. Nó mạnh nó. Nó mạnh quá. Mày à, đúng rồi, dụng lông luôn rồi. Cái sữa là mạnh quá. Để tiêm 1cc. Ui giời, trời phí quá. Rõ đẹp nhỉ. Xuống đẹp rồi lui cho nó xuống lắm. Đâu xem nào. Mạnh em bảo lui mùa hè lui vất vả. Thế là 50 ngày nó bị chết hay nào mà tiêm? Chết. Chết mấy con? Chứ có ba con, ui giời, có khi uống khỏi ạ nhỉ. To phết rồi nhưng mà đấy nó cũng giống nhà anh này. Bên này thì nó nhỏ hơn là vì nó bị rụng, bên nhà anh to bằng con to này nhỉ. Rồi, 50 ngày. Hôm đấy nó có bỏ ăn không? Hôm 50 ngày á? Hôm đấy nó cứ bỏ ăn không hay nó chỉ chết thôi? Kém. Kém ăn à? Đàn này thì lại phòng đầu đen bằng sunfa. Đây, trứng lợn đây. Ui ôi, cái này đã đẻ rồi, nhiều trứng thế. Đây. Đây, thuốc toàn thuốc ngoại, thuốc đắt đây. Đây, nhà có. Nhà có suối này, cứ chặn là thành ao thôi này, thích không? Nhà này nuôi thì mát hơn và thuận lợi hơn bên kia. Thích lắm, nhờ. À trên kia là xây chuồng lợn à, hay chết nhở. À đàn trước bán được. Đàn trước nuôi lâu chưa? Tầm Tết 80 ngày 4.9. 80 ngày 4.9, bán giá bao nhiêu? 52 à, ủa thế được, nuôi bao nhiêu con? 500. Thế kiếm 2-3 chục nhở? Hơn 2 chục à. Nếu để ra năm bán lại ngon. Đầu năm, năm mấy, sản 60. Bây giờ chạm 60 ngăn đẹp. Nhưng mà ngăn này thì không biết được, ngăn này phải thợ mới trả được giá. Nhưng ngăn này bây giờ mới 62 ngày. Ấy, sao 62? Dạ. Đấy, 6 mấy ngày. Bắt sau anh. À, bắt sau của anh Luyện à? Sau 7-8 ngày. À, cũng nhưng mà cùng giống đúng không? Người đông này kém hơn thì bẻ cho nhiều ngàn cái. À. Cái này nó không phải giống chuẩn ấy, mình cứ bắt kiểu cũng quá quen thì xương bắt vịt đi, không phải là chạy hẳn họng đi bắt ở đâu ấy. Nó chọn nhiều ngàn cái hơn à? Nó chọn nhiều ngàn cái mẹ. Nó đi bắt ở đâu luôn. Đợt này vào bao nhiêu con? 500. 500 bây giờ còn bao nhiêu? Còn 450. 450 à? Thế anh chết ít nhỉ? Chết lúc uống thôi chứ đúng không? Nhỏ. Đợt này nào vaccine đủ không? Giống của anh Luyện không? Vaccine đấy. Chắc cũng như thế đấy. Ừ, đủ hết đúng không? Nhưng mà trộn những con cá, anh con cá thì mẹ đếm tầm 80 con. 80 con. Mẹ. Ghét thế gì đấy. Đàn trước bắt thì nó như dính có mỗi 2-3 con đàn này. Đúng. Mẹ mày. Càng ngày nó nằm nào. Bù láo ha. Thế từ sau phải giam tiền lại. Đấy.
Họ cũng đi vắt ở đâu cơ. Bây giờ thì khỏe rồi, nhưng có cái là phải nuôi thêm. Tầm này nó bây giờ hình như vừa rụng hết ạ. Vừa rụng hết. 20 ngày nữa. Đằng này 90 ngày. Nó là cân không nhỉ? Đằng này nó cũng không đều. Nó lại chia thành mấy lớp đúng không? Nó phải 20 ngày thêm 2 ngày. Thế đàn trước vào cũng vào giống này à? Nhưng mà thêm vẫn giống thêm nào. Nhưng mà đạt thế, đàn này không đạt. Không phải là đẹp, gọi là có lông để bán. Chứ lông hai thì gần. Nhưng mà ngan này mà được giá lông nó bạt hết. Không có lông. Cũng cơ bản nó rụng lông đi xong lại không đều, nó còn non bé. Nó vẫn hơi chê mình. Có lông. Được, cho chọn nào, cho chọn ra đắt xong lông không có tao bán kiểu khác nhỉ. Bên kia xây chuồng gì đấy? Đấy đâu, ngan Việt đấy. Lại chuồng ngan à? À, ui đây được một cái nhiều đất nhỉ. Ừ, bên đấy xây ngang phải xây bằng sàn đi đúng không? Ừ. Vừa bán đây à? Đây, vừa có chuồng đấy. 501 nhỉ. Nuôi 501. Đây nuôi 2000 vẫn bình thường, đây là chia là 2 3 chuồng à đúng không? Có cái đàn này hơi, hơi tiếc cái. Hôm đấy mà điện em bảo lại hướng dẫn tiêm xếp kiểu phải ngon không? Chấp bột đây. Từ sau đừng xem trong ngang đừng xếp sữa nhá. Xếp sữa nó rất là mạnh. À, ta này từ bé giờ tiền sử đã bị mắc những cái bệnh gì? Đấy, mới E. coli đấy. Mấy ngày bị mắc? Lúc gần 20 ngày. 20 ngày mắc E. coli, lúc ấy tiêm khỏi đúng không? Tiêm khỏi. Xong đến 50 ngày đợt nữa. 50 ngày một nữa, một tuần mày chẳng để ý được thế nào, dính mẹ đi. À. Nhân cái rồi. Cái con nhỏ nhỏ kia cũng nhưng mà ăn được đấy, con nhỏ kia ăn được cái nhiều mà ngái là cái là nhìn trông nhỏ. Tất cả mình bắt mình tiêm là biết 50 ngày biết rõ lắm rồi. Hơi lỗi một tí, đàn này rất đẹp đấy, trắng xóa. Nó dụng không hết đâu, cơ bản là nó không phải bị bệnh nặng, nó chỉ bị E. coli thôi. Dụng do thuốc, thuốc nó mà tiêm vào dụng kiểu gì dụng tiêm vào phát lại không chết. À thì rõ, kể cả tia xếp bột thì không chết, mình tăng liều một chút thôi nhưng nó an toàn. Con xếp sữa nào nó rất là mạnh, mạnh lắm. Nên là tiêm dừng chết là đúng rồi. Tiêm phát là dừng chết hết luôn mà. Ừ. Hôm đấy mỗi ngày chết mấy con? Mỗi chết mới có 3 con. Ui thế, tưởng chết 30 con, chết 3 con, sợ gì. Không đấy sợ. Nó kéo màng hết gì. Không phải sợ. 50 ngày bị nhẹ lắm, E. coli nhẹ lắm. Cái đấy mà uống cái nó mốc bây giờ mình cho uống men nước là khỏi nhỉ. Nếu mà những con nó nặng thì không tính rồi. Bị nhẹ vẫn khỏi. Vẫn khỏi. Đàn này ăn kém rồi, bún vào. Bây giờ ngày bún vào á. Nhưng mà dính cãi nhiều ăn kém mẹ. Của anh Luyện kia là ăn ngày 6 bao. 6 bao đấy. Đấy ngay bên này phải 5 bao nhỉ. 5 bao là hợp, là vì cái nhiều hơn, 4 bao thì hơi kém một tí. Cả vịt anh nữa là phải chục bao một ngày, gần chục bao chín. Thế nước là chảy suốt ngày róc rách đúng không? Được đấy, cứ ngăn là thành ao ấy nhỉ. Được, hợp lý, đẹp. Rồi. Hơi lỗ một tí thôi, thức kinh nghiệm. Sau cứ bình tĩnh thôi, chữa bình tĩnh thôi. Không phải chữa. con vịt thì thoải mái, con ngan cứ bình tĩnh thôi. Trắng luôn, đây nó cứ... Ở đây nó tắm được. Nó thích xuống nước. Đây, nó tắm để nó bơi, của anh có cái gì nó bơi. Của anh hối tiết ra mà nó có xuống đâu, nó bẩn thì sao. Rồi. Ok. Khu này rộng nhỉ? Ừ nhỉ, nhà mình rộng nhất khu này nhỉ. Đây. À đây, nước chảy róc rách suốt ngày này nhỉ. Đây Hưng này. Đây suối này. Xuống không? Mùa hè thì nó kinh nữa, chảy mạnh nữa. Giời ơi, thế này. Tuyệt vời nhỉ. Nước từ trên đồi xuống một mình ở đầu nguồn luôn đúng không? Đây. Nhà dòng cây rất lâu rồi. Đây, chuồng này xây, ủi xây đẹp thế. Bao nhiêu mét đấy? 50. Xây bé đấy. Xây nuôi ít thôi mà. 50 mét thì nuôi được khoảng 300 được thôi nhỉ? Dạ. Nuôi được ngoài nữa. À ừ thật, ngoài. Thả ngoài. Đây là nhiều cây, thế là ngoài nuôi thì lúc ấy đi nhỏ nhỏ thôi. Cái này mình làm cả sàn chứ hay là chỉ nướt thôi? Nướt thôi, tạm thời. Chưa sàn đúng không? Tóm lại là cứ làm đầu là tư dần. To to là cho ngủ ngoài. À. Tạm thời. Rồi. Ừ, được, khu này mát đấy. Có nhiều cây to trên này nó xấu. Rồi. Thế là xây bể cho tắm đấy á? Sao xây bể sâu thế nó sẽ nó nổi lên đấy. Cũng được nhỉ, được đây là dẫn nước về nó sạch. Đoạn nước rừng có một đường dẫn. À.
sướng nhà nước rừng, nước rừng về tuyệt vời. Mà cái chỗ này thì vào vào 500 hơi chật nhỉ. À nhưng mình thả ngoài nữa. Một tháng 500 là bình thường, nhưng mình thả ngoài không thả ngoài. Ừ. Nuôi được nuôi chấu cũng được, nuôi chấu hơn nuôi sản. Nhưng dần dần có điều kiện kiếm ăn được vẫn cứ làm sản nó nhàn đúng không? Sản nó nhàn. Nhàn. Rồi chỗ này mát nhỉ, đằng sau này. Đằng sau toàn cây, hai bên cây. Mát. Ừ. Ở đây trong lành nhỉ. Chả có tiếng ô tô, chả có bụi biếc gì cả. Cái này chấu của anh hay là sản đấy? Chấu. Chấu. Chắc là nó sân nền làm kém thế. Nền này mục rồi. Làm nhưng mà không làm lâu dài. Phải xây dưới này phải làm cắt vàng ạ, thì được lâu dài đấy. Đó, ok. Đây, đây là kho cám riêng. À, xem là tiêm thuốc gì mà nó rụng lông nào. Lấy hai cái với tiêm mẫu hộp. Bộ 3 sản phẩm number 1 gà vịt. Certifor 7,5 đúng rồi, đúng rồi. Lại còn kéo dài 48 đến 72 tiếng. Xếp sữa. Đây là cái dung môi à. Cái bộ này giống bộ kép 1000 thì phải. Đây là Alagin hạ sốt này. Sữa này. Kháng sinh sữa đúng không? Đấy, từ sau dung nhượng nhá, vịt thì thoải mái nhá. Nhưng mà ngan thì nên tiêm cái loại bột pha tiêm. Đây xếp 7,5 xếp sữa này. Xếp này thì chuyên cho gia súc. Cái loại tiêm lúc bé được. Lúc bé thì mạnh được. Nhưng mà nó có lông khoảng 3-40 ngày trở ra là thôi thôi đừng có tiêm nhá. Nhưng mà sữa này biết ngay mà, nó equilibrium hết, nó dễ chữa mà. Nó cực kỳ dễ chữa nhưng luôn. Nhưng loại tiêm phát vào ngừng luôn. Ôi, mà đúng. Đang chết nhiều cũng ngừng luôn đấy. Chỉ có bà con nó chỉ nhiều. Không, lúc bé à, thì lớn lên nó có lông. Lớn lúc ấy mẹ thấy chết ba con rồi. Mổ thấy kéo màng nữa đúng không? Vâng, nó còn nát không. Sợ. Cái thuốc này tiêm nó ok đấy. Ừ, xếp Certifor 7,5 ấy. Đúng không? À, hàng nặng, cái này của Sóng Hồng thì phải. Cái này tiêm vịt được. Nếu mà bị vai hết. Anh đi rõ. Nó mạnh anh ạ, nó mạnh. Certifor 7,5. Sóng Hồng đúng rồi, cái bộ này của Sóng Hồng đúng rồi. Rất nhiều công ty gia công. KF 1000 nó thế này cũng gần như này. Nó là xếp sữa. Rất là mạnh nhưng mà tiêm cho ngan, tiêm ngan trên mạng thì là hay cái bọn đấy, Big Boss đây, tụi Big Boss đấy nó gia công của Sóng Hồng hay mà. Đăng cái đấy đó, nhưng mà không biết tiêm của nó có cũng được, cũng mạnh. Nhắn suất đấy thuốc ấy, nhưng mà còn đây này. Cái đấy thì nó tiêm gà tốt lắm. Cả. Tiêm gà tốt, nó có cái lanh spec cái bộ đấy ạ, thì nó tiêm hen hết tốt. Anh cô à, anh có spec đâu. Nát nhỉ. À, thế anh là quay vịt con ngan luôn à? Đây có là ngan đẹp đấy. Hôm nay bao nhiêu ngày rồi anh? Bán được rồi. To nhờ. Anh bắt giống ở đâu rồi? Bắt tự do mà à. Hôm nay bắt 1000 à? Cái này ra này có 500 con. À 1000 chia đôi hai anh em nhờ. To đấy, này 4 cân rưỡi rồi nhờ. Nhưng con nó cứ chậm to được 5 cân rồi đấy. À 5 cân à? Mấy ngày đấy. Được bắt từ hôm đúng Noel đấy. Ừ, 24. Hôm nay là mùng 3, mùng 4, gần 70 ngày thôi. Cái này nó cứ tròn tròn người ấy. To đấy nhờ. Thằng em trông nó dài người lắm, đấy hôm chụp cho Tùng đấy. Nhưng mà của anh tròn nó béo. Ừ, của anh thì nó kiểu kiểu bổ tạo ấy. À, hả? À. Còn 5 cân. Con được, còn 5 cân. 7, 8 rồi. À. Nhưng mà con nhỏ cũng được hơn 4 cân. Thế là xô chắc em nghĩ phải tầm trên 4 cân rưỡi rồi. Anh nghĩ là tầm 4, 3, 4, 4. Anh ngang... cân 3, 4 con thôi mà. Anh gọi thợ chưa? Thì đang thợ nó còn tầm 5 hôm nữa thì nó... À, đấy, anh gọi cái anh ấy gì, anh Hải đấy gì? Anh gọi ai? Gọi, ngày xưa nó bắt của cô em cậu ở tít đấy kìa. À, nó đang giả bao nhiêu anh? Nó, bọn này nó chẳng hình đang giả bao nhiêu, nhưng hình như nó phải gần, nó gần 60. Đấy, gần 60 mày. À, kiểu như mình bán thì họ mới... Kiểu như họ mình quyết bán thì họ mới phô giá của mình thì họ cứ vào giá thị trường. Ừ. Tầm này bán được rồi mà, đang chạy này. Chạy chạy đâu mà là... đã có gì đâu mà cái mỏ biết có gì đâu vẫn non. Màu à. Lâm phải được 80 ngày thì là bán là là cân đấy. Tuần nữa nhỉ? Tuần cân. Đây là cân đấy, từ bé giờ chắc không bị tật gì đâu nhỉ? Chưa uống thuốc em này. Mà những đợt đấy nó bị thế nào mà? Những mấy trùng máu sao hay là muỗi nhiều sao? Ký sinh trùng à? Ký sinh trùng thì sao? Nhưng mà bị chết được mấy con này. À. Mà rốt trên này rồi uống thuốc rồi. Đằng này bây giờ còn bao nhiêu con anh?
400. À, ôi chết chết bao nhiêu nhỉ? Chết lúc nào anh bé hay lớn? Nhỏ. Nhỏ bị chết à? Giống như mình bắt đấy nó không được chuẩn như giống bắt trại hay bắt à, thực kệ chứ lúc nhỏ chết rồi mất giống thôi nhỉ. Nó không đấy, đúng rồi, mất tiền giống không. Đằng này anh bắt là giống bao nhiêu một con? 15.000 một con. 15 là rẻ. À. Thế anh úm ở trên này đúng không? Lành thật, sợ lành thật. Hả? Lành thật đấy. Lành hơn ngăn đen nhỉ? Cầm cổ bắt nhất lên nữa. Ui nặng ấy, con này 4 cân chưa đến 4 tựa rưỡi, con này chỉ 4 cân 2, 1 cân 3. Đấy, tầm con vừa được 4, 2, 3. Ừ, rồi, nó đàn này thì được cái không bệnh. Không, không bệnh. Không bệnh nhớ, mình không tiêm mũi nào, chưa tiêm mũi nào là tiêm chỉ tiêm phòng thôi. Chỉ tiêm phòng mới lại uống thuốc phòng đúng không? Đúng rồi. À, ăn tự do luôn đúng không? Cái này mà nó chưa xuống đầm thì đẹp trắng tinh ấy, nhưng mà thế nhưng mà không có chuẩn bị tắm à? Có bể thì sao vậy? À nhưng mà không tắm ở đây con này đây là ruộng đúng không? Ruộng ao đập nhưng mà nó không xuống tắm à? Nó lười tắm. Sao cái thằng ngan này nó lành thế nhỉ? Lành nhỉ? Lành nhỉ? Bây giờ một ngày ăn hết mấy bao anh? 5-6 bao không? 6 bao. 6 bao nhỉ? Cả ngày đấy. Cả đêm nữa. Đúng rồi. Tầm này thì cứ ăn thoải mái, sao không ăn mình cho ăn tự nhiên mà có. Tầm này may đấy nhở, lâu lắm mà anh không đi ngan đúng không? Cũng lâu rồi, lâu. Chưa lui nó hay bị trúng lâu. Rồi, tầm này ngon đó, hết tầm này phòng bệnh gắt gao. Tầm này cho uống thuốc, nhất nhiều tiền thuốc anh mua của em này, với cả mua thuốc ngoài hơn 1 triệu nữa. Tóm lại cứ 500, khoảng tầm mất khoảng 5 triệu là đẹp nhỉ. Là tiền thuốc. Là phí, nếu không bệnh tật đấy, còn bệnh tật thì vô giá lắm. Cứ nuôi tầm 300 là nó không hay bệnh, mà nó cứ nuôi là 700 đến 1.700 là hay. Các khó quản lý lắm, vì mình chuồng trại chưa có ấy. Thế tối anh có đuổi vào không? Có. Đuổi vào nó xuống lông hết. Cứ nó cho phải xuống cả kia này. Đúng rồi, chứ không trên đấy chống sao được, cái chuồng này chắc 30 mét nhỉ? Cái này này không, 50 mét ạ. 50 mét à? 50 mét. 300 là 250-300 là vừa. Đúng rồi, nên 50 mét. Chật. Chật, lích. Tóm lại là 50 mét chỉ nuôi được khoảng 300 được cái kịch, là vì cái bọn nó to to lắm. Không là để linh xem cái chuồng dưới này là rất để nào tầm 100-200 mét vuông nuôi khoảng 500 con. Ừ. Nuôi vừa thôi, không nuôi nhiều. Thế thôi, 500 một thôi. Nuôi nhiều khó lắm. Mà bệnh mình không quản lý được nhiều đâu. Đúng rồi. Cái này được cái là không bệnh, không dùng lồng mày. Ừ, thì nó có bệnh đâu mà dùng lồng, anh cứ phòng thôi. Đấy, cứ hướng dẫn anh là cứ để không dùng hành trình á, cái thằng em của em nó bệnh là kiểu như đấy, Ecoli em. Bài huyết ở đây nó tiêm dụng lồng luôn đấy. Nhưng mà đẹp, được còn lâu nó trắng mà. Mọi người nó thon á. Nó tí anh mới thấy chơi nhá. Đây ngay trên này em, có cái thằng vẫn thằng đấy à? Thằng đây hôm em vào thằng em. Em biết rồi. Nó nuôi gà, nghìn gà nữa mà. À, cậu em chăm chỉ lắm. Trong cái mát. Trong cái mát nó nuôi sướng lắm. Rồi. Đấy, con vịt đâu trèo đến nằm chung vào này này. Cám đây, cám bao tiền, còn bao anh? Nó phải 250-270. Con ngan này thì nó ăn không cần cắm đắt đâu, cắm bình thường được. Đây là của Hồng Hà mà. À Hồng Hà cũng được, cũng cắm tốt. Con ngan nó khỏe sướng lắm nhỉ, cứ đổ cho ăn cứ chơi nhỉ. Đợt này không bệnh nữa này. Nó tầm được khoảng 50 ngày là mình không lo bệnh, mà nó đang mọc cái lông này, cái lông. Mà kể cả bọn em đi các trại nhá, ra lông như này rồi anh thả ra ngoài được, chả sợ. À, không sợ lông lông được. Không sợ được, nhưng mà thôi mình cứ cẩn thận. Sợ nó dưới lề này nó trụi lông ở bụng này. Sợ cái lề cứng này. Con đất này thì cũng không ai cũng sợ lắm. Ê, cho uống nước ở đâu? Anh không uống nước đâu à? Có uống nước hay chưa cho uống gì? À, anh có thả vào xuống bơi xuống dưới cái hồ này không? Có nhưng mà có xuống được. Ôi, hồ bản này nó sao dám xuống. Đúng rồi, của anh chê muốn cái là không tắm rồi nhỉ? Nếu mà tắm sạch lắm nhỉ? Đàn này thế thôi như nó. Ô đây, đây là vịt. Anh đến cái đường xuống nó bẩn này, mới ao chỗ này bẩn mà nhỉ. Cái chỗ này là đầu nguồn đấy nhỉ. Suối đầu nguồn bẩn đấy. Ở dưới này có cá không anh? Có cá. Ui, chỗ này anh nuôi cả vạn vịt ăn hết bèo, chứ còn nghìn chả thấm ở đâu. Dọn ở đâu rồi? Đến nơi để mình cứu hộ mình ít. Anh không nuôi vịt nhiều đấy, nuôi vịt anh phục vụ quay đúng không? Bây giờ kể cả anh quay xong anh ship được mà. Nhưng mà dịch bệnh nhiều thì mình cũng ít phải ủ đợi bệnh công nhân đây, nắm công nhân. Thế em đi ngang đường xem toàn cả nhà cách đi rồi. Đúng rồi, ép đỏ, biển đỏ đỏ đúng không? Đỏ ép biển đấy. Được đấy. Đằng ngang này thì
không đều. Nghĩa là cái biểu cân của nó con to rất là to. Nhưng mà con nhỏ cũng nhiều con nhỏ. Đắt tầm 3 đến 500 là cái chỗ là trại nào được. Nếu mà nuôi thì giờ đấy mình cũng có công rồi, nếu mà nuôi. Ừ, thế này giá này mà tốt như này thì theo nghĩ là 500 này anh vẫn làm khoảng 3 sinh. Làm cái chuồng tầm 100 hơn 100 mét vuông ấy, nuôi khoảng 500 là mấy mình rốt trên đấy. Rốt đây mưa gió mình rốt trên đấy là mình thuộc thang đều hơn. Đúng rồi. Ngoài này bọn này phải nó lười ăn đi thì phải đến tận mồm hay là nước nó ăn nó không đi xa mấy đâu. Đúng rồi, nó nằm im về. Cái anh đó. Vịt đâu? Ui, vịt thì nó đói là ăn giả dích suốt ngày. Đương kia về đây nó ăn nhưng mà ngan nó cứ làm thôi. Nó chỉ ăn đêm nhiều nhất, ngan ăn đêm nhiều nhất. Đêm à? Đúng rồi. Đây. Ui, chỗ này đáng nhẽ thả trên này đẹp hơn này, nó đỡ bẩn nhỉ. Này. Thả đây này, đi trên này này. Thì nó đi nó nằm nhưng mà được cái này mà nó tắm được thì nhìn trắng tinh luôn. Đúng, nhìn như ngọc trinh luôn đúng không? Thiết kế cái chuồng này nuôi tầm 500, tầm 3 đến 500 là được rồi, nuôi nhìn là hơi vất. Thế là này lịch vắc xin làm như nào? Thì cứ tầm 2 3 ngày là tiêm rụt mỏ đấy. Kháng thể rụt mỏ đúng không? Rụt mỏ với cả cái này là mình tiêm cả kháng thể viêm gan nữa. Kháng thể viêm gan kháng rụt mỏ. Thế cả tả thôi, tả. Với cả Tamiflu. Tamiflu cũng tiêm. Bại huyết. Đấy. Vaccine này bại huyết đấy. Vaccine bại huyết. À kháng thể bại huyết hay sao ấy? Kháng thể bại huyết đúng không? Của tàu mà thấy đúng lên chữ đấy. Đúng. Cúm anh có tiêm không? Có, tiêm cả cúm không thì đủ hết Tamiflu cúm. Đó mà thế là chả thiếu cái gì. Không thiếu gì. Giống em ấy. Sợ nhất là nếu ngày xưa anh bị tiêm, anh một đàn bị tiêm. À. 500 con chết hết, 200 con. Vịt hay ngan anh? Ngan này này, hướng cúm hay là tiêm ấy. Cái đợt đấy cúm thì chết hết anh ạ, gần hết. Tầm hơn 3 cân rưỡi rồi. Cái đợt đấy sợ thật. Quan trọng là cứ làm được vaccine này, mới lại phòng bệnh định kỳ là cũng là sợ nhất. Cái đợt gái anh 1.000 con mà đi gần hết sạch đấy. Đấy là cúm thực sự đấy. 2 cân rưỡi. Cái làm đấy mất to hơn chẳng. Nước này là đấy đợt ngàn đấy không ạ? Anh ở tầm 3 cân rồi thì ăn bao nhiêu cám rồi chứ. Đẹp đấy, chật đấy. Cái chưa được. Chịu, cúm cũng chữa được. Nhưng mà ngàn được này hình như họ bảo là tem thì không sợ bằng ngàn cái chả phải không? Nó sức đề kháng nó tốt hơn thì đỡ hơn anh. Đúng rồi. Nhưng mà tem thì nó không chết hết, còn cúm thì gần hết. Ngày trước hôm trước bán được gần chục con em cái rồi. Ừ, thì tội gì. 6, 7, 27. Năm mấy anh? Bán 5 năm rồi. À, thì được, rồi bán tỉa dần này. Biết đến con em cái đến ngày. Nhỏ nhỏ thế được 2 cân 7 đấy. 6 ngày, 65 ngày là bán được rồi. 2 cân 7 đấy. Ăn một cốt cám. Đúng rồi, để tốn cám. Nhưng mà thằng cu eo nó bắt đấy mà ngang cái nhiều lắm. Không biết nó chọn đi. Cho mình được. Ok. Thế thôi, ngàn giờ gặp giá nữa thì hết nước chấm luôn. Ôi, tầm đúng cái lứa đầu anh tiên nuôi không cái chuồng mới đầu này anh nuôi 300 mà chết có tầm chục con thôi. Ừ. Cái đấy được 6 năm. Ui dồi ôi, thế thì cái đấy được mấy? Được 40 triệu. Được tầm 30 mà. 30 triệu, 330 triệu. Mà nó dụng lồng thế mà hơn. Vẫn mua. Đầu tiên đấy chạy. Cái đợt đấy là gần Tết rồi, đúng một tháng nữa là Tết. Đúng rồi, chạy gà đấy. Cái đợt đấy nuôi gà đấy ngàn bây giờ hiếm mà anh. Thực ra bọn này anh gọi có khi có người bắt luôn ạ. Đúng rồi, hôm nay hỏi anh một hai người nhưng mà nó bảo nó vẫn không phô giá, bọn nó khôn thế. Có giá chung rồi đấy, có giá chung nhưng mà nhiều lúc mình con ngan xấu là cái giá tầm khoảng thế này, nhưng ngan đẹp như của anh này nó phải tầm đấy, như nói phô cho anh khoảng tầm 57 trở lên. Đấy, còn con cứ giả anh 52, 53 thôi, đừng có giả nữa. Em biết em giá thì hỏi em phát là biết là tầm giá bao nhiêu ấy. Đúng rồi. Là vì các nơi nó báo về mà. Đúng rồi, họ chỉ tranh nhau, không tranh nhau nhiều lắm. 1-2 giá thì ok. 1-2 giá luôn. Thế nhưng mà đang người ta đang bắt 57, 59, ông giả tôi 50 thì tôi không đi về kiểu thế, đúng không? Chuồng em nhìn đẹp không là lên xem chuồng. Ôi, chuồng em đẹp nhưng mà nuôi vật ăn khôn thu, em lại thêm một cái chuồng nữa, em nuôi chuồng đất. Đấy. À chuồng đất à? Em định nuôi một cái chuồng đất. Thì... em nuôi trùng sàn là cái chân nó bị đau lắm mày ạ, chân đây nó này, đau đấy là thế bất lợi của nuôi trùng sàn. Trùng đất thì mình phải làm kiểu gì để cho nó phân nhất em... à, ngày xưa em chả nuôi cát rồi đấy à? Em đang tính à, đúng không, em nuôi cát nhưng mà em nuôi nhiều quá 1.000 con nó ỉa cho thì à. Thối không chịu được đấy, cạo đàn này thì được đàn này đánh giá này 8 điểm. Nói chung là tạo được nuôi đàn này, vì nó không được đều. Hôm trước ông quay cái trại Thái Nguyên đấy, đàn này chẳng tin nhỉ. Ui giời, 10 điểm. À. Uống rượu cho bệnh dịch nhiều. Thôi ơi, em chẳng uống rượu bình thường ơi. Hôm nào qua đấy cứ đàn này đàn này bao vào anh vào bao nhiêu con? 200 con mà. À 200 đưa đơn giản. Đưa đơn giản này nó có bác ạ. À. Nuôi bệnh. Nuôi ít là thứ nhất, thứ hai là mùa này nó cũng đỡ bệnh. Đúng rồi. Đấy. Cái là lợn à, ai có mấy cái ngàn thức canh. Có mấy con để mấy cái ngàn này có cả ngàn con đúng không, nó nở đấy à, tự nở đúng không,
Cái Nga này thuần lắm, nó hầu như là chả bệnh tật gì cả. Có tiêm gì đâu, kệ. Mà kệ. Nó nhặt gì nhặt, đúng không? Đây luôn để mình cũng mình thôi đấy. Đây anh quay đúng không? Quay này, đi kia, nuôi này. Kìa, có lò quay, có lò vật lồng kìa nhỉ.